Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong chương trình ngày hôm nay, giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm sẽ chia sẻ về thời sự và đặc biệt nó trả lời những cái câu hỏi về chính trị cho chúng ta. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, quý vị thấy là trong cái thời gian gần đây, những cái chuyện sôi nổi của cựu Tổng thống Donald Trump thì cũng có nhiều quý vị đặt những cái câu bình luận, có những cái câu bình luận câu hỏi rất là hay, nhưng mà cũng có những cái câu nó hơi trái chiều. Nhưng mà thôi thì cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn nêu lên và cái câu hỏi này được chọn làm cái chủ đề cho cái video này. Vị khán giả có cái tên là Sách và Bạn Audiobook ghi rằng là: cảm ơn chị Rachel và bác sĩ, cho em hỏi một câu hỏi là nếu Cộng hòa thắng thì người Việt ở Mỹ và người Việt trong nước được lợi gì? Nếu dân chủ thắng thì người Việt ở Mỹ và người Việt trong nước được lợi gì? Xin mời bác sĩ Liêm. Trong một cái video trước mình cũng có trả lời một câu hỏi khá tương tự. Cái vị khán giả đó hỏi một cách lịch sự thì tôi trả lời lịch sự. Nhưng mà sau khi tôi trả lời lịch sự xong thì vị khán giả đó viết một phê bình dài thòng và rất là vô lễ. Thì lại hội chân tướng là có lẽ là Việt Cộng. Thành ra tại vì những người mà trí thức thật sự họ không có mắng chửi hạ cấp như vậy. Thành ra tôi sẽ xin trả lời cái câu hỏi này vì câu hỏi này cũng là lịch sự. Và hỏi thì tôi xin trả lời vì cái vấn đề nó thay đổi rồi. Đảng Cộng Hòa của 2024 thì rất là khác cái Đảng Cộng Hòa của ngày trước. Đảng Cộng Hòa năm 2024 hiện nay họ đang có đại hội đảng. Đảng Cộng Hòa đã thay đổi từ một cái đảng theo cái toàn cầu hóa, phục vụ giới thượng lưu, không để ý tới người lao động ở Mỹ, những người theo bảo thủ, trọng về tôn giáo bảo thủ hơn là cái giá trị bảo thủ thật sự của Hiến pháp Mỹ. Trong khi đó Đảng Dân Chủ thì hiện nay thì không có gì thay đổi cả. Phía trên vẫn là phục vụ nhóm thượng lưu toàn cầu hóa và phía dưới thì họ dùng tân Marxist và những cái nhóm côn đồ để mà hành hung người Mỹ. Rồi họ dùng pháp luật để mà đàn áp đối lập. Đảng Dân Chủ ở 2024 nó như vậy. Đảng Cộng Hòa hiện nay đã thay đổi thành một cái đảng quốc gia, không có theo toàn cầu hóa, chống toàn cầu hóa, không có thiết tha tới những cái vấn đề chính trị quốc tế đã gây ra chiến tranh trong thế kỷ thứ 20. Đảng Cộng Hòa hiện nay là một cái đảng để phục vụ giới bình dân lao động, nhất là giới lao động cổ xanh. Trong khi đó giới lao động cổ trắng vẫn là sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ kỳ này. Lao động cổ xanh là những người làm trong những hãng xưởng, những người làm công nhân, còn lao động cổ trắng là họ thuộc về nghiệp đoàn của công chức và giáo chức. Thì đó là hai cái lao động cổ xanh. Thì hiện nay trong kỳ bầu cử 2024 này họ sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, còn lao động cổ trắng tức là giới công chức và giáo chức họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Đó là cái khác nhau giữa hai đảng trong 2024. Thì với cái hiện tại nó như vậy, nếu mà Đảng Cộng Hòa 2024 thắng thì người Việt ở Mỹ sẽ có gì? Tôi lại nhắc đến cái câu nói của Tổng thống Kennedy hồi xưa: nếu mình là người Mỹ, tự hỏi bạn đã đóng góp được gì cho nước Mỹ, thay vì đòi hỏi là nước Mỹ đã làm được gì cho bạn. Thành ra khi người Việt Nam mà nói có lợi gì thì cái câu hỏi đó nó không có có cao thượng. Thành ra nếu mà mình người Mỹ thì mình nói rằng nếu mà Đảng Cộng Hòa thắng thì người Việt ở Mỹ sẽ có vai trò gì để mà đóng góp và đồng thời để mà có tiếng nói ở trong xã hội Mỹ. Cái câu trả lời là trong cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, cựu đại tá hải quân Hùng Cao diễn thuyết, ông là ứng cử viên cho thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Virginia, và bài diễn thuyết của ông đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Nếu mà Đảng Cộng Hòa thắng thì người Việt Nam lần đầu tiên trên toàn quốc Mỹ sẽ có một người đại diện ở Thượng viện, và mình sẽ trở thành tiếng nói chính thức của toàn quốc cho người Việt, mặc dù ông là đại diện cho cử tri của tiểu bang Virginia. Thì cái đó là rất là tốt cho người Việt, và người Việt sẽ đóng góp tích cực hơn, và người Việt sẽ có tiếng nói lớn hơn
Và nếu mà mình có tiếng nói lớn hơn thì dĩ nhiên là cái quyền công dân của mình sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đó là cho người Việt ở Mỹ. Cho người Việt ở Việt Nam, dĩ nhiên là đừng có nói là mình được hưởng lợi gì từ Mỹ, tại vì không có dính dáng gì tới người Việt ở Việt Nam. Nhưng mà gián tiếp, nếu mà đảng Cộng Hòa mà thắng, chính phủ Trump-Vance rất là chống giao thương bất lợi với Trung Cộng, và Trung Cộng hiện nay đang có vấn đề về kinh tế, những cái chính sách của đối ngoại của Trung Cộng đang hư hao vì kinh tế yếu, cái chiến lược con đường và vành đai đã không thực hiện được. Thành ra trong khi đó chiến lược đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2 với ông Vance là phó tổng thống, thì họ sẽ là một chính sách quốc gia và đối ngoại sẽ là lựa chọn thực tế, tiếng Anh là realistic prioritization, cái gì ưu tiên thì mới được để ý. Thì cái ưu tiên về giao thương với tàu cộng sẽ là quan trọng. Mà nếu mà tàu cộng mà vì suy đồi về kinh tế mà phải thay đổi thì khi đó có lẽ Việt Nam cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà về cái vấn đề sản xuất về kinh tế giao thương thì có thể là có lợi cho Việt Nam, tại vì hiện nay nhân công ở Việt Nam rẻ hơn nhân công ở bên Tàu. Nếu mà Việt Nam khôn khéo về thương thuyết với chính phủ Cộng hòa của Mỹ, của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance, thì người Việt có thể là sẽ được lợi. Nhưng mà nếu cái điều quan trọng nhất là nếu chính trị thay đổi bên Tàu thì sẽ có thay đổi chính trị bên Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề đó rất là gián tiếp và người Việt Nam phải tự lãnh trách nhiệm cho mình, thay vì nói là anh có lợi gì cho Việt Nam nếu mà chính phủ đảng Cộng hòa 2024 của Tổng thống Trump lên nắm quyền ở Mỹ. Cái đó là không thực tế. Nhưng mà tôi đã giải thích về cái vấn đề đó rồi. Còn nếu mà đảng Dân Chủ 2024 mà thắng thì là tiếng Việt Nam gọi là vũ vũ như cản, và nghĩa là vẫn như cũ. Tại vì họ đang cai trị bây giờ và họ không có cái kế hoạch gì mới, không có chính sách gì mới. Tức là lạm phát là lên, giá nhiên liệu vẫn cao, chiến tranh vẫn không có đường chấm dứt. Chiến tranh Ukraine hoặc là chiến tranh Do Thái vẫn không có đường chấm dứt. Cái đó cũng sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Nếu mà lạm phát và giá nhiên liệu cao sẽ có ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế của Việt Nam. Dạ, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đã quý vị nghe cái góc chia sẻ từ bác sĩ Liêm. Mà quý vị cũng nhớ rằng là chúng tôi bây giờ là người Mỹ gốc Việt, cho nên là mình đặt nước Mỹ lên trên hết. Và khi mà mình nhìn đến nếu mà đảng Cộng Hòa thắng hay là đảng Dân Chủ thắng thì người Mỹ được gì, thì hoặc là người Mỹ có cái trách nhiệm gì hay là có cơ hội gì để mà đóng góp hơn là người Việt được gì. Nhưng mà quý vị nghe là cũng đã hiểu rất là nhiều rồi ha. Rồi còn một cái nữa là bên cạnh chuyện ám sát của cựu tổng thống Donald Trump thì có một cái câu bình luận nữa hoặc là một cái câu hỏi sẵn đây thì nêu lên để cho bác sĩ Liêm trả lời luôn, của một người tên là Phương Phan, nói rằng là: thưa bác sĩ, trong vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát đã có nhiều quan điểm trái chiều, ví dụ như là hôm qua vào ngày 15 tháng 7, Đại hội Đảng Cộng Hòa đã có rất là nhiều người biểu tình bên ngoài và họ đã nói rằng đây là một màn kịch do ông Trump dàn dựng, ngay cả diễn viên Amanda Seale, người da màu, cũng nói là như vậy. Bác sĩ nghĩ sao về những ý kiến này? Xin cảm ơn bác sĩ và host Rachel. Và trước khi mà bác sĩ Liêm trả lời đó thì cũng có một cái bình luận nữa là đây là người thật việc thật nè, của một người tên Minh Nguyễn, không biết là ở đâu. Người này nói: đó là Trump sẽ là thủ phạm làm cho nước Mỹ nội chiến tan rã. Ám sát Hụt chỉ là một cái kịch bản của phim hành động nhằm tăng phiếu, lấy kim bài tiếng thẳng vào tòa Bạch Ốc của ông Trump mà thôi. Thật là nực cười khi mà có thấy cái tay bắn tỉa không chuyên cách diễn viên không xa mật vụ Mỹ tệ được như vậy hay sao, tệ đến như vậy hay sao. Đó, đây là người thật việc thật đó. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ đi. Cái câu hỏi trước thì hỏi đàng hoàng hơn. Dạ, đúng thì rồi. Đáng được trả lời. Cái câu hỏi sau mà Rachel đưa lên là một người có vấn đề. Cái vấn đề là có thể là họ dốt nát hoặc là họ có bệnh tâm thần. Cái kinh pháp không trả lời, tại vì cái câu đó không đáng để trả lời. Ăn nói hồ đồ, có vấn đề.
không nên đưa những câu hỏi như vậy lên làm hạ thấp cái giá trị của chương trình của Rachel. Dạ. Cái câu bình luận đó nó không phải là cái câu hỏi, nhưng mà nó là một cái ví dụ tiêu biểu cho cái câu hỏi mà người này hỏi. Câu hỏi của Phương Phan này là một câu hỏi đàng hoàng. Đúng, đây là câu hỏi. Và mình sẽ trả lời. Còn cái kia không phải là câu hỏi. Cái kia nó là cái ví dụ Rachel, Rachel chỉ muốn nêu lên thầy. Muốn vào cái văn hóa chửi bới của người Việt Nam và để trả lời với những người hồ đồ như vậy. Đó là để Rachel có chương trình riêng. Còn chương trình có tôi thì không có trả lời những cái câu hỏi như những cái lời bàn tào lao như vậy, có vẻ hạ cấp. Trong câu hỏi này tôi xin trả lời. Cái thứ nhất là những người biểu tình ở ngoài, nhiều hay ít tôi không để ý, nhưng mà nói là rất nhiều thì có thể là nhiều, nhưng mà không phải là đảng viên của Đảng Cộng Hòa, tại vì những người ở Đảng Cộng Hòa thì họ ở phía trong của hội trường, thành ra những người đó là chống Cộng Hòa. Thì khi họ chống Cộng Hòa thì có nhiều người chống đàng hoàng, rồi có nhiều người chống quá khích. Một vài phần tử quá khích như bà Amanda Seales nói rằng ám sát của ông Trump là dàn dựng. Hồi xưa mà khi nước Mỹ đáp phi thuyền Apollo 11 lên mặt trăng, ông phi hành gia Armstrong bước lên mặt trăng, người đầu tiên bước lên mặt trăng, thì cũng có những người Mỹ họ không tin là cái đó là có thật, họ nói là dàn dựng. Và có về sau có làm phim về cái dàn dựng về Apollo, phi thuyền Apollo lên mặt trăng. Người đóng phim đó không ai khác hơn là có ông O.J. Simpson, sau này bị kết tội là giết vợ. Khi nào trong xã hội tự do thì ai cũng có ý kiến, mà có ý kiến đúng, có ý kiến sai, có ý kiến tào lao. Thì nếu mà mình không có mặt ở hiện trường, mình không phải là người có dính líu tới cái vụ đó, mình không phải là chuyên viên điều tra, mình không phải là chuyên viên pháp luật, mình không phải là chuyên viên về vũ khí, mình không nên có những cái ý kiến như vậy. Mà cái này vừa xảy ra mà người ta lập tức là nói là dàn dựng đồ này kia. Cái đó hoặc là thiếu lý trí, hoặc là có bệnh tâm thần. Những cái người mà có những cái giả thuyết này mà tin rằng là thật, mặc dù chưa có bằng chứng gì hết, thì tôi sẽ cũng ví von họ là ngang hàng với những người là tin rằng Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng. Dạ, thật ra là cái chuyện mà sau khi cái vụ ám sát Tổng thống Trump á, quý vị, Rachel cũng thấy là một số người nói, Rachel ơi, chị tức ghê luôn, không chịu nổi là tại sao mà hả? Cái chuyện của Tổng thống như vậy mà có một số người còn đi nói ám sát. Thì quý vị nghe rồi, là có những người ta rất là bệnh hoạn, người ta trong đầu người ta có thể come up với bất cứ một cái lý do chỉ vì là không thích Tổng thống Trump thôi. Và cái chuyện nó hiển nhiên và mình thấy rõ là ổng bị bắn và cái vết thương nó như vậy, và nó chỉ trong cái gian tấc như vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn dựng lên được cái câu chuyện. Thì bây giờ có những người ta bệnh hoạn, ta dựng câu chuyện thì cũng không nói rồi, nhưng mà có một số người không có đủ tỉnh táo và thông minh và tin tưởng theo cái sự dàn dựng hay là cái sự dựng lên của những người bệnh hoạn như vậy, thì đúng là không còn gì để nói, đúng không ạ? Đúng, cái câu hỏi bây giờ mà cần được hỏi và đang được hỏi từ những cái người trong cái giới chính trị Mỹ và những người chuyên viên về bảo vệ an ninh cho yếu nhân, thì họ nói rằng là tại sao hung thủ có thể có một cái tầm nhìn rõ như vậy, cái mái nhà mà hung thủ ở trên đó, tại sao không có nhân viên ở trên đó, nhân viên mật vụ ở trên đó. Thì những cái câu hỏi đó là đúng. Và tôi có đọc một bài của bà Naomi Wolf, và bà đó trước là làm trong tòa Bạch Cung, cố vấn cho Tổng thống Clinton, rồi bà làm cố vấn cho bà Clinton, rồi bà làm cố vấn cho ông Al Gore, tức là bà là những người tay trong. Thì bà nói là ở cái trình độ mà bảo của yếu nhân đó và những người mật vụ để bảo vệ như vậy, thì cái gì cũng là dàn dựng. Dàn dựng tức là cái bà Jill Biden cùng lúc đó ở Pittsburgh, không có xa Butler nơi ông Trump bị bắn bao nhiêu. Rồi bà Kamala Harris cũng đi vào Pennsylvania cũng cùng ngày ở Philadelphia. Thành ra bà nói là những cái chuyện đó là để phân tán các nhân viên an ninh và cảnh sát. Và bà cũng nói là để mà có chuyện gì thì không thể đổ lỗi. Thành ra cái đó là bà nói là cần phải điều tra bà Jill Biden. Thì tôi thấy bà Naomi Wolf nói có lý.
Thành ra ai mà muốn đọc thêm chi tiết thì nên đọc về bà Jill Biden có mặt ở Pittsburgh hôm đó, đọc bài của bà Naomi Wolf. Bà viết, sẽ Google thì sẽ tìm ra. Và cái vấn đề là bà Jill Biden, tại sao bà lại có mặt ở Pittsburgh cùng ngày lúc đó và biết rằng là ông Trump sẽ có cái cuộc rally ở Butler. Bà Wolf còn cho biết chi tiết là cái bà trưởng giám đốc mật vụ Mỹ là người được đề cử cho Joe Biden, và Joe Biden đã đề cử bà làm giám đốc mật vụ, tức là có thể là bà nghe lệnh của Joe Biden. Cái đó là từ bà Naomi Wolf. Tôi thì không biết cái đó đúng hay sai, nhưng mà bà là người đã từng là tay trong thì cái tiếng nói của bà thì nặng ký hơn. Rất là hay. Với lại là bây giờ cũng đọc một cái số bình luận của những người mà họ đã từng làm ở trong mật vụ Mỹ rồi họ đi ra đó, thì họ cũng có chia sẻ về cái góc nhìn của họ là cũng có những cái nó không đúng, là cái tên sát thủ thường đó, trước khi mà tổng thống xuất hiện hay là nói chuyện thì phải được cái signal từ những người Secret Service, đó là clear rồi thì mới được đi lên. Thì lúc đó là đáng lẽ là clear rồi thì sau đó thì cái tên này mới lên. Thì cái câu hỏi ở đây là ai đã giúp cho him để có thể lên được cái vị trí ở đó rất là gần. Và đồng thời mình có những sniper, mà quý vị biết là sniper là họ sẽ giám sát là 360 độ khắp mọi nơi và mọi lúc, để mà có chuyện gì là họ xử liền. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra thì đây là một cái sự thất bại rất là nặng nề của bên Secret Service. Và cái người nên bị từ chức là cái bà trưởng giám đốc mật vụ như bác sĩ Liêm có nêu đến ở đây. Thì bác sĩ Liêm nghĩ như thế nào? Những cái đó là hoàn toàn là có một vài lý lẽ và cần phải được điều tra. Điều tra phải là khách quan và quan trọng, rồi chắc chắn là sẽ được điều tra. Tại vì ông Trump xém tí nữa mất mạng. Nếu mà không có trời Phật Chúa phù hộ thì ông đâu còn với mình nữa. Và thực tế nó đã khác hẳn cái thực tế hôm nay. Cái đó phải hoàn toàn là phải được điều tra, và điều tra công chính, công minh. Và những cái câu hỏi như vậy là những câu hỏi đúng. Còn những cái mà nói rằng ông Trump dàn dựng để được đắc cử này kia, những cái đó nó quá buồn cười. Tôi đã nói rồi, có nhiều người họ quá dốt hoặc là bị vấn đề thần kinh tâm trí. Như những người Mỹ mà bây giờ vẫn nói rằng Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng. Hay là có những người Mỹ nói rằng quả đất không có tròn. Bởi vì giống như bác sĩ Liêm nói, có những người người ta thuộc về là giới trí thức, giới thượng lưu luôn á, nhưng mà họ có một cái bệnh hoạn là họ thích hù dọa những người khác, đúng không? Như bác sĩ Liêm có nói là nhiều khi có người đó là dược sĩ luôn, nhưng mà viết những cái bài liên quan đến dược để mà hù dọa người khác, chỉ là thích như vậy thôi. Nhưng mà có những người khác người ta tin theo là tại vì những người này là có chức có vụ, đã từng ở trong cái ngành đó. Thì bác sĩ Liêm chia sẻ về cái góc đó thêm tí xíu về chùa. Khi mà nghe cái đó mình nói, ô wow, mình không ngờ là có như vậy luôn. Đúng rồi. Thì chuyên viên là chuyên viên. Thì chuyên viên thì tiếng nói có nặng ký hơn là người không phải là chuyên viên. Nhưng mà có chuyên viên tốt và có chuyên viên xấu. Và có chuyên viên lành mạnh và có chuyên viên không lành mạnh. Thành ra mình cũng phải thanh lọc, mình cũng phải tìm ra bằng chứng để cái gì mà đáng tin cậy, cái gì không đáng tin cậy. Thành ra cái sự phán đoán là cái mà Thượng Đế ban cho loài người, là mình có cái trí phán đoán. Cái đó là làm cho người nó tốt hơn loài vật, là vì vậy mình có cái sự phán đoán. Khi mà mình đọc tin tức hay mình thấy một cái gì đó, mình phải kết hợp với cái sự hiểu biết của mình để mình nhận định cái đó đúng hay sai nữa, chứ không phải tự nhiên nghe dàn dựng cái là nhào nhào vô, ô cái này là dàn dựng, dựa trên cái gì mà bạn nói là dàn dựng. Mà nếu như mà là dàn dựng là cựu tổng thống Donald Trump làm phải là một người rất rất là siêu nhân, là đúng một giây một phút là tức như là phim luôn. Có những người tin cái gì cũng là dàn dựng cả. Thì tôi có một cái tin tốt cho tất cả mọi người là ở đời này cái gì cũng là dàn dựng cả, mà từ Thượng Đế. Tôi tin tưởng là có một Thượng Đế, tại vì tôi càng đi sâu vào trong khoa học thì tôi thấy là nó quá tinh vi và nó quá hòa hợp với nhau. Thí dụ như bây giờ computer science mà mình dùng cái code về máy điện toán bây giờ, thì cái code đó nó cũng ăn nhập với âm thanh, nó cũng ăn nhập với ánh sáng,
những cái làn sóng của âm thanh ánh sáng nó cũng ăn nhập với cái code của computer, nốt nhạc nó cũng ăn nhập với computer, ngay cả cái gene của mình, tức là DNA, RNA, nó cũng là ăn nhập với cái coding của computer. Thành ra khi mà con người mà giải mã được genome, tức là bộ gene của loài người ở NIH ở Mỹ, thì họ đã bỏ vào trong computer một cách dễ dàng, tại vì cái coding với cái coding của computer rất là phù hợp. Thành ra và những cái năng lượng, nhiệt lượng, quang lượng, những cái gì mà mình thấy trong vũ trụ về 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 vật chất, nó ăn khớp với nhau, nó có những cái năng lượng mà con người chưa có thể giải mã hay là để mà dùng được. Mới cái nguyên tử không à, cái năng lượng của nguyên tử mà nếu mà dùng tốt thì mình làm ra điện rất là rẻ rồi này kia, mà nếu mình làm ra xấu thì nó làm cái bom nguyên tử, nó có thể tận diệt nhân loại. Cái đó là những cái gì nó có dàn dựng sẵn bởi những cái gì cao hơn là loài người. Thành ra mình phải tin cái đó, thì tôi có tin lành cho tất cả mọi người là cái gì cũng là dàn dựng hết, mà dàn dựng bởi một cái đấng tối cao, mình có thể gọi là thượng đế hay là God hay là cái gì đó, Chúa. Nhưng mà đó là cái trình độ khác. Còn đến trình độ loài người thì cái gì xảy ra thì xảy ra, nếu có âm mưu thì có âm mưu. Nhưng mà cái vụ mà ông Trump mà bị bắn mà nói rằng chính ông dàn dựng để lấy phiếu, thì tôi thấy từ những cái bằng chứng mà tôi đã thấy thì những ai mà còn tin như vậy là hoặc là ngây thơ, tôi dùng chữ dốt thì có vẻ hơi nặng, ngây thơ, hoặc là có bệnh tâm thần. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Liêm nói lên việc là có đấng tối cao và là một người y khoa, một người giáo sư, một người bác sĩ, và càng hiểu sâu và càng đào sâu vào thì cảm thấy rằng là mọi thứ nó đi chung và nó ăn khớp vào với đấng tạo hóa tạo nên cái thân thể của con người và cái bộ máy của con người và vũ trụ này. Thì đó rất là hay luôn, tại vì quý vị thấy những người mà vô thần thì họ sẽ nói rằng là khoa học họ không có đi đôi với tôn giáo, nhưng mà thật ra nếu mà mình tìm hiểu kỹ đó là khoa học càng tìm hiểu sâu, mà những người mà có cái niềm tin về cái đấng tối cao đó thì sẽ cảm thấy là wow, đây là một cái sự quá là hay, chỉ có đấng ở bề trên, chỉ có là God mới có thể làm được những cái điều như vậy thôi. Thì con người mình nó đến ngày hôm nay 2024, chúng ta là đang đi tìm hiểu những gì mà God đã làm ra trước đó từ cái thời tạo thiên lập địa rồi, và chúng ta chỉ tìm được có một phần rất là nhỏ thôi, còn rất là nhiều điều nữa. Đúng. Đúng, thành ra Einstein cũng có tôn giáo vậy chứ đâu phải Einstein là vô thần. Nhưng mà trong cái thế giới tự do thì con người có quyền nói mình là vô thần. Nhưng mà khi con người nói mình là vô thần thì mình đã để ý đến vấn đề tâm linh rồi. Mà khi đã để ý đến vấn đề tâm linh rồi thì không còn là vô thần nữa. Cái đó cũng là một hình thức ngụy biện. Ngay từ hồi xưa ở bên Đông Phương, triết gia tư tưởng Tàu họ cũng biết rồi. Thành ra có những cái câu như là nhất ẩm nhất trác gia do tiền định, tức là một miếng ăn, một miếng thức nước uống cũng là có định sẵn ở trước rồi. Thành ra cái gì xảy ra thì cũng có dàn dựng. Khoa học là đi tìm sự thật, mà sự thật thì chỉ có một sự thật. Cái vấn đề với tôn giáo này tôn giáo kia là tôn giáo này tôn giáo kia nói rằng trong cái giáo điều của mình là mình biết đã biết sự thật rồi, nhưng mà khoa học là đi tìm sự thật và từ từ cứ khám phá những cái sự thật, từ từ nó càng huyền diệu hơn. Những người mà thấm nhuần về khoa học họ cũng tin là có thượng đế, nhưng mà cái vấn đề tranh cãi là thượng đế của bạn với thượng đế của tôi là thượng đế nào, cái đó là ngoài cái vấn đề hôm nay. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng là nếu mà mình biết và tìm hiểu về khoa học, tìm ra những cái bằng chứng, tìm ra những huyền diệu, mình chỉ là mở cái giải mã những bí mật của thiên nhiên thôi. Thí dụ bây giờ mà dùng bóng đèn LED có nhiều ánh sáng mà không có dùng nhiều nhiệt như bóng đèn hồi trước, thành ra khi nào cũng có những sự tiến bộ và càng ngày càng biết thêm về huyền diệu của thiên nhiên. Con người có nhân điện mà hiện nay mình biết là có nhân điện, nhưng mà mình chưa khai thác được cái nhân điện đó. Nhưng mà những cái chuyện kiếm hiệp Tàu hồi xưa họ đã mô tả những cái nhân điện mà dùng để làm chưởng, võ khí, đúng rồi, chưởng và điện quang rồi này kia. Cái đó là những chuyện có vẻ hoang tưởng, nhưng mà trong tương lai có thể là sự thật. Con người có khả năng để
dùng nhân điện để chữa bệnh, ví dụ vậy. Mình đang khảo cứu về những cái đó. Có một cái ông bác sĩ tên là Robert Lanza, thì ông đang khảo cứu những cái vấn đề như vậy. Thật ra không phải là chuyện giả tưởng đâu. Dạ, rồi rất là hay. Và cũng vô tình là cái bạn mà đặt cái câu hỏi cho cái câu hỏi này đó là cái kênh sách và bạn audiobook. Nếu mà quý vị và các bạn nào mà muốn nghe những cái chuyện mà hay là những cái hồi ký của những người thánh bên đạo Công giáo đó thì quý vị có thể là vào đây nghe nè, rồi tìm hiểu thêm về đạo hay gì đó thì quý vị nghe. Nói chung là bản thân của Rachel thì khi mình nấu nấu cái gì đó hay là lái xe thì mình thích nghe những cái sách, thì đây là một cái kênh mà thường xuyên ra những cái sách cho quý vị nha. À, không biết còn gì bác sĩ Ly muốn chia sẻ thêm cái video này trước khi mà chúng ta chấm dứt hay không? Không, nhưng mà cảm ơn vị khán giả mà Rachel nói về audiobook đó, thì vị khán giả đó đặt câu hỏi rất là hay và rất là lịch sự, thành ra tôi có cơ hội để trả lời. Còn tôi cũng xin cái vị khán giả mà ăn nói hồ đồ đó thì nên chấn chỉnh lại, nên thức tỉnh, nên tự tìm hiểu mình tại sao mình có những cái thái độ như vậy. Rồi chú nghĩ nếu mà phân tích được tại sao mình có thái độ như vậy thì chắc chắc là đã không có thái độ rồi. Nhưng thôi Không, hy tại hy vì hy vọng cái điều tốt. nói đúng ra thì đánh trúng tim đen là thiếu tự trọng, không biết tự trọng. Tại khi mà mình không không trọng người khác, câu hỏi phát biểu như vậy tức là mình không có trọng chính mình, cái tự trọng. Những cái người mà biết tự trọng họ sẽ không phát ngôn như vậy. Nào là nội chiến, nào là tan rã, nào là này kia, tức là suy bụng ta ra bụng người. Với lại đây nói nhằm tăng phiếu, nhưng mà nếu như mà cựu tổng thống Donald Trump đợt đó không được cứu mà bị chuyện gì xảy ra thì lúc đó không còn mạng lấy đâu được mà tăng phiếu. Cái người phát biểu đó đã đáng tiếc rồi, mà Rachel đặt cái câu hỏi đó lên, đặt cái ý kiến đó lên trên màn hình cũng là một cái sự đáng tiếc. Nên tôi hy vọng là trong tương lai mình không không phải làm những cái chuyện như vậy nữa, tại vì những cái chuyện như vậy sẽ làm hạ thấp giá trị của của chương trình của Rachel. Mình không có tôn trọng khán giả của mình, khán giả của mình họ cao hơn vậy. Nói đi phải nói lại tí xíu nè, là cái câu hỏi này đó của người tên Phương Phan là cái câu hỏi của bác sĩ Liêm chọn, thì quý vị hiểu là một cái câu hỏi đó là bình thường thôi, ồ tại sao có những người như vậy, nhưng mà tại vì cái bình luận kế tiếp là một cái điển hình cho mọi người thấy được là có những người người ta suy nghĩ rất là tiêu cực giống như vậy, cho nên Rachel mới đưa lên chứ không phải là cố tình đưa cái bình luận đó lên. Ok, rồi chào giải thích thì tôi hiểu, cảm ơn. Nhưng mà những người như vậy rất may là tôi thấy là rất là thiểu số, rất là thiểu số ở trong những cái lời bàn của khán giả của Rachel. Thành ra tôi rất là tôn trọng những khán giả của Rachel. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và những người đã đặt câu hỏi, và kính chúc quý vị được một ngày vui vẻ và bình an. Và đặc biệt cũng xin nhắc lại là quý vị nào chưa bấm like thì nhớ bấm like nhé, và đặc biệt là bấm subscribe và cái chuông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye. Xin chào.